Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Lòng Lánh Hoài Niệm. Hãy cùng chờ xem ngày hôm nay có những thông tin gì mới nhất và đừng quên nhấn đăng ký kênh Lòng Lánh Hoài Niệm để ủng hộ cho chúng tôi các bạn nhé. Xót xa, nữ ca sĩ hóa điên ngay trên sân khấu sau biến cố ở Mỹ. Cuộc đời bi thảm ca sĩ Kim Ngân. Cư dân gốc Việt sống tại Little Sài Gòn, California chắc là không ai xa lạ với người phụ nữ thân hình gầy gò, đen nhẻm, đầu tóc rối bời thường lang thang phố định, nói năng lúc tỉnh lúc mê. Tuy vậy, những xương gió ấy cũng không làm phai mờ đi đường nét rất đẹp trên gương mặt của cô. Có thể hình dung, người phụ nữ này đã từng một thời là đại mỹ nhân rất xinh đẹp. Người phụ nữ ấy chính là ca sĩ Kim Ngân, đã từng một thời khiến cho rất nhiều người Việt tại hải ngoại say đắm bởi vì giọng hát tươi trẻ và vẻ đẹp đằm thắm của mình. Kim Ngân từng đứng trên đỉnh cao của danh vọng, là người nổi tiếng bậc nhất hải ngoại với những năm đầu thập niên 80 với giá cát xê cao ngất ngưởng. Thế nhưng cuối đời, cô lại hóa điên vì những đổ vỡ và sa ngã. Giai đoạn đầu thập niên 80, Kim Ngân được biết đến là ca sĩ nổi tiếng bậc nhất tại hải ngoại. Sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, nóng bỏng, cô đã nhanh chóng được lăng xê trở nên nổi tiếng. Ca sĩ Kiều Nga phải nhận xét rằng, nhan sắc của Kim Ngân, đến đàn bà con gái cũng phải mê mệt. Không chỉ xinh đẹp, cô còn có lối diễn lôi cuốn bốc lửa nên luôn được trả mức cát xê rất cao. Nhạc sĩ Trung Nghĩa từng tiết lộ, hơn 30 năm về trước các phong trào tại hải ngoại chỉ cần dán hình Kim Ngân để quảng cáo ở ngoài là bán hết, không cần biết cô có diễn hôm đó hay không. Thành công tiếp nối thành công khi Kim Ngân đã mở ra một trung tâm âm nhạc khá lớn mang tên của mình tại hải ngoại và có nguồn thu nhập rất lớn. Thành công ngoài sức mong đợi khiến cho Kim Ngân nhanh chóng lao vào cuộc sống buông thả. Cô quá giàu, quá nhiều tiền, quá thành công. Cô không minh bạch về tiền bạc và thường xuyên trễ giờ. Cô đã xa vào con đường nghiện ngập, hút chích, sau đó nợ nần với nhiều người. Ăn nói thì lung tung nên dần mất lòng với vài người. Sự nghiệp cũng từ đó mà bắt đầu xuống dốc. Chính vì vậy, giới nghệ sĩ tại hải ngoại đã dần dần xa lánh Kim Ngân. Không chỉ trong công việc, ngay cả gia đình cũng gặp trục trặc. Kim Ngân và chồng đã ly hôn năm cô 30 tuổi. Cho đến năm 1996, cô có thêm một đứa con trai. Nhưng lúc này, thần trí của Kim Ngân đã không còn tỉnh táo. Cô thường hay bế con trên tay, ít khi chịu rời, nên đứa bé mãi mà không biết đi. Ca sĩ Lê Uyên, người đã từng cưu mang cô vào hồi đó đã chia sẻ. Thấy thương tôi mang hai mẹ con về ở chung cả năm. Trời ơi, thằng nhỏ hơn 1 tuổi, nhỏ xíu như đứa bé 4 tháng. Nó cũng không biết đi vì mẹ nó cứ cắp nách nó suốt ngày. Mà lại còn thiếu ăn, nhà có sữa mà mẹ nó chỉ cho bú nước mới lạ lùng. Mình có cho nó bú thì Kim Ngân không chịu. Sau này con trai tròn 2 tuổi, các nhân viên sở xã hội đã đến đem con của cô đi, chỉ còn lại cô một mình, không con cái và không người thân. Nhắc đến con của mình, Kim Ngân còn hậm hực và nói, hai đứa lớn, người ta bắt đi vì Kim Ngân làm biếng, không chịu bồng con. Đứa này, mình bồng cả ngày, bồng cả đêm mà cũng tới bắt mất tiêu. Vào năm 2013, có lần cô còn mơ mơ hồ hồ nói nhảm rằng cô vừa đi hát vừa học làm răng giả để kiếm tiền nuôi con. Tuy nhiên lúc đó, con của cô đã bị mang đi. Những đau đớn đổ vỡ cứ ập lấy khiến cho Kim Ngân trong một thời gian dài lao vào các tệ nạn xã hội. Điều này khiến cho trí não, thần kinh của cô bị ảnh hưởng. Cứ như vậy, Kim Ngân suốt ngày lang thang trên các con phố, sống không nhà không cửa. Hiện tại cô đã 57 tuổi, thường ngày vẫn lang thang trên các con phố với mái tóc rối bù và cái túi đeo nhăn nhúm. Hai con gái của cô cũng biết nhưng không thể nào làm gì được. Hồng nhan bạc phận nên nhiều người thấy thương, tất cả những người quen trong giới nghệ sĩ với nhau, những người quen khu Little Sài Gòn, ít nhiều cũng từng giúp đỡ cô có chỗ ăn chỗ ngủ. Có lần, mọi người còn tổ chức quyên góp tiền để giúp cho cô, tuy nhiên họ không dám đưa nhiều tiền cho cô vì e rằng cô sẽ đem đi hút chích nên giữ lại để mua đồ ăn. Mẹ của cô cũng từng khuyên cho cô vào trung tâm cai nghiện nhưng cô không chịu, bảo rằng mình muốn tự do không thích bị nhốt. Bà Phan Thị Yến, chủ nhà sách Tú Quỳnh, nơi bà Kim Ngân thường lui tới chia sẻ. Mỗi lần cô ấy vô đây tôi phải nhẫn nhịn, yên lặng để mặc cho cô ấy muốn làm gì thì làm. Coi vậy chứ rất khó vì nhiều lần cô ấy đã la lối sùm, làm cho khách sợ hãi. Khách quen thì họ quá biết cô ấy là người vô hại nên làm lơ. Tôi coi cô ấy như con cháu trong nhà, cô ấy ra chơi ngoài này từ hồi xưa. Nhớ lại khoảng thời gian hoàng kim của Kim Ngân, bà Yến đã không khỏi tặc lưỡi tiếc cho một người con gái rất đẹp. Đó, cô ấy của hồi trước đẹp như công chúa mà bây giờ như vậy, ai mà không thấy thương. Cô ba, chủ nhà hàng Thanh Mỹ cũng như bà Yến, người giúp đỡ Kim Ngân trong suốt nhiều năm nay. Vậy nên Kim Ngân cũng thường lui tới để xin tiền hoặc là xin đồ ăn. Kim Ngân ghé đây thường lắm, được cái là cô ấy chưa bao giờ lớn tiếng hay phá phách ở đây. Vô đây, cô ấy chỉ xin tiền, khi thì xin đồ ăn. Chỉ qua cách cô ấy order đồ ăn là mình biết cô ấy có một quá khứ rất ngon lành. Tô phở thì phải có rau, có giá thật tươi, phải sắp xếp trên đĩa thật đẹp thì mới chịu ăn. Cô ba kể lại,
đài các lắm, kiếm chuyện chê bai đủ thứ chứ không phải thường đâu. Mặc dù thần chỉ không tỉnh táo nhưng nhiều thói quen của một tiểu thư đài các của cô vẫn chưa thể nào quên. Ví dụ, nếu như hút thuốc, cô đều chạy ra ngoài chứ không bao giờ hút trong quán. Mới đây trong một đoạn livestream, ca sĩ Tizzy Phương Trinh vợ cũ Bằng Kiều đã chia sẻ về tình hình của Kim Ngân hiện tại. Mọi người cứ nói sao tôi không giúp chị Kim Ngân, rồi là nghệ sĩ bên này sao không giúp chị ấy, nhưng họ không hiểu. Rất nhiều người muốn giúp chị Kim Ngân nhưng chị ấy không chịu về nhà ai, chỉ thích đi lang thang ngoài đường. Thậm chí chính hai đứa con gái của chị ấy dù rất thương mẹ nhưng không có cách nào khác giúp đỡ. Con gái của chị ấy đã nhờ đến cảnh sát để giúp đỡ nhưng họ không giúp. Cảnh sát bảo rằng trừ khi chị Kim Ngân ra ngoài phá phách làm hại tới người khác thì họ mới bắt lại để đưa vào viện tâm thần. Nhưng bây giờ chị ấy chỉ đi vòng quanh chỗ nọ chỗ kia nên họ không có quyền đưa chị ấy vào viện tâm thần. Lạ là ở chỗ mỗi lần gặp cảnh sát chị ấy đều tỏ ra minh mẫn, biết hết tất cả mọi thứ chứ không hề khùng khùng điên điên, nên không ai làm gì được. Luật ở bên Mỹ quy định, khi con người kiểm soát được bản thân thì không ai được phép đưa vào nhà tình thương hay là viện tâm thần. Chính tôi cũng đã từng bị chị Kim Ngân chửi, chị ấy không phải là không nhận ra mọi người. Hồi trước mỗi lần chị Kim Ngân đi vào quán cà phê của tôi đều lấy cho chị ấy đồ ăn, nước uống, mời chị ấy ăn đàng hoàng. Mới đầu tôi cứ nghĩ chị ấy không nhận ra tôi, nhưng chị ấy vẫn nhận ra và còn kêu tên của tôi. Sau khi đòi ăn món nọ món kia ở quán và đợi món, chị ấy bảo tôi: "Mày tưởng mày ngon lắm hả Tizzy?" Chị ấy chửi đồng như vậy, rồi nói những gì nữa thì tôi không hiểu. Tôi khá bất ngờ và hết hồn, tôi cứ nghĩ chị ấy mất trí nhớ nên không còn nhớ ai, ai dè vẫn nhớ hết, chỉ là lúc tỉnh lúc mê. Bây giờ chị ấy cứ cầm mền cầm chiếu đi lang thang khắp nơi, tôi đến thì trải mền ra ngủ trước hiên nhà của mọi người, tắm rửa, gội đầu bằng vòi nước công cộng. Vì chồng cũ của Kim Ngân là bạn trai cũ của tôi nên tôi vẫn giữ liên lạc với hai con gái của chị. Đứa con lớn của chị ấy bây giờ cũng ngoài 30. Sau khi biết chị Kim Ngân đi lang thang ngoài đường, tôi đã tới nhà hai đứa con gái của chị ấy để nói chuyện. Chúng khóc rất nhiều và bảo rằng cũng đi tìm mẹ nhiều rồi nhưng chị ấy không nhận ra chúng. Lý do là vì chị ấy bỏ đi khi chúng còn rất nhỏ, bây giờ thì chúng đã lớn rồi. Cũng nhiều lần mẹ của Kim Ngân hiện tại đang định cư tại Việt Nam đã kêu đón cô về Việt Nam để sinh sống cùng, nhưng về không được bao lâu thì cô lại đòi qua Mỹ. Mình ở xứ này quen rồi, quen người ta, quen con đường là linh hồn của nó, cô nói. Có lẽ đối với cô lúc này, Little Sài Gòn chính là mái nhà duy nhất cô có thể trú ngụ, là nơi cô cảm thấy có chút an toàn cho mình. Nơi thỉnh thoảng cô có thể hồi tưởng lại một thời quá khứ từng huy hoàng, dù nó có đắng cay hay là hạnh phúc. Tiếc cho cuộc đời của một nghệ sĩ tài hoa.